Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng của Tam Đan Media. Những thông tin cập nhật ngày hôm nay sẽ khởi đầu ngày mới đầy năng lượng cho quý vị. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Từ tháng 3 năm sau, giá vé vào lâu đài Praha sẽ tăng. Chẳng hạn như vé của người lớn cho chuyến tham quan cơ bản sẽ tăng từ 250 kron lên 450 kron. Đối với trẻ em, học sinh và người già, vé sẽ tăng từ 250 kron lên 300 kron. Và vé gia đình tăng từ 500 lên 950 kron. Đối với vòng tham quan khác, giá vé người lớn sẽ tăng thêm 50 kron lên 300 kron. Đối với trẻ em, học sinh và người già là 200 kron và vé gia đình là 700 kron. Năm nay có hơn 2 triệu du khách đã đến thăm lâu đài Praha, trong khi năm ngoái có 1,4 triệu du khách. Theo lâu đài, kỷ lục trong 10 năm qua là vào năm 2019 khi có hơn 2,5 triệu người đến xem tham quan. Kể từ thứ Sáu, các chuyến tàu tại nhà ga tàu hỏa và xe kín có thể chạy tại đó mà không gặp phải bất kỳ hạn chế nào. Hành khách đi tàu hỏa cũng có thể sử dụng thêm các sân ga mới và đường hầm phía dưới đường sắt. Công việc hiện đại hóa nhà ga trị giá 3,4 tỷ kron đã được Cục Đường sắt khởi công vào cuối năm 2021. Hành khách sẽ thấy những thay đổi đáng kể nhất vào cuối tháng 3 và sang đầu tháng 4, khi một số sự kiện đầu tư liên quan đến việc xây dựng lại nhà ga kết thúc. Người sử dụng xe ô tô điện giờ đây có thể tìm thấy trạm sạc ở trạm xăng có đánh dấu logo Orlen. Hiện tại Orlen, công ty vận hành mạng lưới trạm xăng lớn nhất ở Cộng hòa Séc, cung cấp 2 trạm xăng Hydro ở Praha và Litvinov. Ngoài 2 trạm xăng Hydro hiện có, 3 trạm xăng nữa sẽ được mở trong tương lai gần, một cái nữa ở Praha, 2 cái còn lại ở Brno và Ostrava. Đồng thời Orlen đã cung cấp 93 trạm sạc với tổng số 267 điểm sạc điện. Ngoài mạng lưới các trạm sạc hiện có từ các đối tác bên ngoài, họ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng sạc tốc độ cao của riêng mình. Nhà chức trách Peru đã thu giữ khoảng 4.000 con rùa sống có nguồn gốc từ rừng Amazon. Số rùa trên bị thu giữ tại sân bay quốc tế Jorge Chávez của Peru. Nhà chức trách đã kịp thời ngăn chặn khi số rùa này chuẩn bị được đưa sang Indonesia. Những con rùa arau, loài rùa nước ngọt lớn nhất ở vùng Nam Mỹ, và rùa đốm vàng nước ngọt được giấu trong các hộp nhựa nhỏ trong suốt bên trong hộp các tông. Cả hai loài rùa này đều nằm trong phụ lục 2 của Công ước Quốc tế chống buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp. Riêng rùa đốm vàng đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đưa vào danh sách các loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm giả mạo thuốc điều trị tiểu đường Ozempic của hãng Novo Nordisk. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi FDA đã tịch thu các lô thuốc giả mạo loại thuốc tiêm Ozempic 1mg tại các nhà kho bên ngoài chuỗi cung ứng mà hãng Novo Nordisk của Đan Mạch ủy quyền. FDA khuyến cáo các nhà phân phối thuốc, các nhà thuốc bán lẻ, các y bác sĩ và bệnh nhân kiểm tra kỹ thuốc họ đã nhận, không phân phối sử dụng hoặc bán thuốc thuộc lô sản phẩm NAR0074. Nga đã trở thành nước nhập khẩu ô tô Trung Quốc hàng đầu trong bối cảnh hợp tác song phương giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng được tăng cường. Thống kê cho thấy, các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm hơn 90% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Nga trong năm nay, sau sự rút lui của các hãng ô tô châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Cục di cư của những hãng ô tô lớn toàn cầu khỏi thị trường Nga đã mở ra cơ hội cho các thương hiệu thay thế. Là một phần trong kế hoạch mở rộng sang thị trường Nga, các nhà sản xuất Trung Quốc gần đây đã triển khai sản xuất ô tô tại nhà máy Aptoto ở vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga, nơi trước đây đã lắp ráp xe BMW của Đức và xe Hyundai và Kia của Hàn Quốc. Tập đoàn đa quốc gia Đức Siemens tiết lộ hãng đã phải chịu khoản lỗ 600 triệu euro, tương đương 650 triệu đô la Mỹ, do quyết định rời khỏi thị trường Nga trong bối cảnh áp lực từ phương Tây và các lệnh trừng phạt đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Đầu tháng 12 này, truyền thông Đức đưa tin Siemens và ngân hàng Volkswagen và các tập đoàn khổng lồ khác đã yêu cầu Berlin bồi thường về những tổn thất tài chính liên quan đến việc họ rút khỏi Nga. Các công ty được cho là đang có kế hoạch sử dụng cơ chế bảo lãnh của chính phủ Đức. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể phụ JN.1, một nhánh của Omicron, đang lây lan nhanh chóng tại Mỹ trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Tờ Washington Post cho hay, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, trong 2 tuần đầu tháng 12, biến thể JN.1 đã chiếm 21% số ca nhiễm ở Mỹ. Biến thể JN.1 đã được ghi nhận ở 41 quốc gia. Các quốc gia có tỷ lệ ca mắc JN.1 lớn nhất là Pháp, Mỹ, Singapore, Canada, Anh và Thụy Điển. Các nhà sản xuất vaccine của Mỹ bao gồm Pfizer, Moderna và Novavax cho biết các loại vaccine mới cập nhật của họ có khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch đối với biến thể JN.1.
Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.